Lạy cha, hôm nay con tên Thánh là Teresa Trần Thị Lệ Ti ạ, thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Con vào đây để xin Chúa và xin cha cho con được ăn năn trở lại, bởi vì con đạo gốc con đã bỏ 50 năm, con không nghe. Hallelujah. Và bao nhiêu tuổi? Là 70 tuổi ạ. Vâng, 70 tuổi mà 50 năm bà bỏ Chúa thưa anh chị em. Và hôm nay bà đã được ơn quay về với Chúa như thế nào và chia sẻ cho mọi người. Lạy cha, con vào đây thì chỉ mong muốn là con được trở lại đạo, và con xin Chúa thương xót ạ, cho con được ăn năn trở lại ạ, cho đến cuối đời của con ạ. Và con cũng xin mong Chúa và cha cho con được khỏi bệnh đau sức. Rồi, cái bệnh đau xương khớp mới chẳng quan trọng, vì cái bệnh đau linh hồn của bà mới là khủng khiếp. Đau 50 năm, anh chị em nghĩ coi, người đã 70 tuổi bây giờ mới quay trở về với Chúa. Anh chị em thấy Chúa đây là một cái dấu chỉ lạ lùng bên này. Còn ai nghi ngờ nữa thì nghe cho rõ, nhìn cho kỹ đi, bao nhiêu là những điểm thiên Chúa lạ, bao nhiêu là những dấu chỉ Chúa gửi đến những người đau bệnh thể xác, những người đau bệnh tâm hồn họ đã được chữa lành. Những người ở Việt Nam, những người ở bên Mỹ, người ở bên Pháp họ đã được Chúa chữa lành. Còn ai nghi ngờ gì nữa, Chúa nói đồ giả hình, các ngươi khôn ngoan tính toán chuyện thế gian, nhận biết đủ mọi thứ, mà tại sao cái dấu chỉ lòng thương xót của ta tại đây hàng ngày hàng giờ như thế này mà ngươi không nhận ra? Đồ giả hình, hãy tỉnh thức, hãy nhận ra mà quay về với lòng thương xót Chúa như người phụ nữ này đi. Nó 50 năm đây mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ để một con người đến 70 tuổi được ơn quay trở về. Làm sao từ mãi ngoài thủ đô Hà Nội mà con không quay trở về, mà con chạy vội tới cái nhà bé này con quay trở về để con xưng tội? Ai xúi dục con đến đây để con xưng tội? Và thưa cha, con đến đây để được xưng tội rồi ạ. Và dạ, làm sao con biết giáo điểm tin mừng, con chạy đến đây để con quay trở về ngay tại chính giáo điểm tin mừng này, ngày đúng vào ngày hôm nay. Dạ thưa cha, con đọc trong báo mạng ạ, mà vì lòng tin của con ạ và lòng mong muốn của con ạ, thế là con đi đây ạ. Một cái chuyện mà tưởng là phải ghê gớm lắm, 50 năm phải là ghê gớm lắm, Chúa làm một cái chuyện nhẹ tinh. Con đọc báo mạng à, con tin à, con đi à, con đến đây à, con xin tội à, con quay trở với Chúa à, thế là hết à. Bà quỷ nó có điên không? 50 năm nó dùng bao nhiêu là cách để nó giữ cái bà này lại, mà chỉ có mỗi cái con quay mạng à, con tin à, con đến à, con xin tội à, con quay trở về với Chúa à, hết à, tặng cho con một cái máy à. Còn ai mà không tin nữa không thưa anh chị em? Rồi, mời con đây đây.